đây là cái khung cảnh khu vườn nha, vườn ao vườn nha. Khung cảnh ao vườn này đẹp lắm, có cái ao này, câu cá là lý tưởng luôn. Đó, câu cá đó thấy không? Câu cá chiều. Hôm nay đi câu cá ở Hồ Xuân nha. Là kim nè.
nhà ở hướng trong đó nha em.